Vậy đó hả? Mới chưa mới làm á. À là chị Thơ mới mới làm trẻ hóa phải không? Chưa mới trẻ hóa. Mới bị đất hồi trước là cây mày. À tức là cây mày. À dạ. Thì xuống cũng. Sao bớt cái mắt đi. Ừ. Vậy đó hả? Ừ. Mắt là mới đầu. Dạ. Nên là từ cái hồi mà người ta mới bắt đầu song song cung cung là bắt đầu là mình làm rồi. Đã làm rồi. Cái lúc nhà mình song song đó nhớ không? Dạ. Rồi con nhớ rồi, cái hồi đó bà Theo mới đi sập về á, cái miệng mãi như hai trái chuối nè. Ừ. Cái song song á, người ta lấy cái kim người ta nhập từng cái á. Cái hồi đó con còn nhỏ lắm, con nhớ bà Theo mới đi sập về, con môi bà ơi. Thành ra như cái thời gian này là dạ. Đó. Dạ. Mới gì mà con chào anh chị. Dạ. Rồi bữa nay lấy cái phẩm lấy gì rồi? Lấy nguyên bộ luôn. Lấy nguyên bộ luôn hả? Ừ. Là về là cô xài cô về đây là lâu không? Xem kênh anh Phương xong rồi xem kênh con. Ừ thì đó. Dạ. Vậy mới biết.
xong rồi thấy người ta nói về mỹ phẩm nhiều quá, xong rồi phải tò mò quảng cáo quá đó. Trời, không hề luôn á, không hề quảng cáo luôn á. Phải cái da cô nào không đẹp hết à. Dạ không, nhưng mà thấy da con nó có khác đó, so với cái hồi dắt trẻ đi chơi không cô coi trên kênh á? Trời đó, có nghĩa là các cô các chú các anh chị nếu mà có gặp con coi trên kênh á, từ cái thời mà dắt trẻ đi chơi tới giờ là thấy da con khác á. Nghĩa là mấy nay qua hồi quán nhiều quá nắng. Nắng nó bị sạm bớt nữa, chứ bữa trước da con nó cũng đỡ đỡ hơn vậy. Chứ là đi quay á, đi quay cái cảnh nó còn quay ra quay ngoài trời nắng không, giờ này mà quay nắng nó mới đẹp rồi. Đúng rồi, cái ánh sáng nó mới đẹp. Dạ, quay ánh sáng nó mới đẹp mà nó quay mình đâu có đội, đâu có che chắn gì đâu, toàn là ra nắng trực tiếp không á. Dạ, có cách nào khác không? Thì cũng cứ làm rồi làm xong rồi dưỡng. Nhưng mà cả nhà cứ thắc mắc là mỹ phẩm xài rồi có đi nắng được hay không, thì đó cứ thấy tụi con hoạt động ngoài nắng không đó, nó cũng sẽ sạm da mình xuống, nhưng mà mình dưỡng thì nó lại sáng lên lại. Dạ, bởi vì xã cô chính làm bắn cái đồi mồi vô đó phải không? Và chú nó coi thể gì đi đó, để đi chơi về đi, đi chơi đi bay đó. Dạ, từ tháng học tới tháng 5/2 cô trở về Sài Gòn. Dạ đó, 25/2 là cô về Sài Gòn. Về Sài Gòn 4/2. Dạ, nhưng mà năm nay cô được có 4-5 lần đó. Vậy đó hả? Bên ngoài thôi chứ ha. Nhưng mà là ngày nào là ở trong trước trong kia. Ở thì sướng kìa, tại cái hồ nó cái thiên cao á. Dạ, dạ. Gió thanh dương mát lắm. Mát lắm, bên đó mát. Ừ, mát lắm cơ. Dạ. Không có thiên đó. Mà nó có thể nhìn ha. Mình quay ra, nó biết cái đâu được đâu. Vậy đó hả? Ờ. Thì còn không thì đợt tới đi. Nhưng mà bên đó là trả tháng rồi phải không? Cô thanh toán tiền theo tháng rồi phải không? Cái căn hộ của em họ cũng đó, thành ra là tụi có mấy mẹ nó kêu thôi chị lấy đi, nhưng mà cô muốn thì cô muốn ngoài Nha Trang. Dạ. Ở ngoài Nha Trang con cũng có chi nhánh á. Đúng không? Số 11 Master. 11 Master là anh cũng được. Ở ngoài đó nha khoa với lại mỹ phẩm giống vậy luôn đó. Nó dạ. Dạ. Tụi con đang sửa cái bản hiệu lại chút, thì khoảng cỡ 9 Tết là tụi con khai trương 11 Master. Nó gần ngay cái chỗ cái khu chợ đêm á. Đúng rồi, sau á. Cái diamond là ở trên phải không? Hình như vậy đó, nói chung khu đó cũng sầm uất đó. Khu đó có nghe là... Ngay trên trung tâm mà. Dạ, cái đó ngay trung tâm luôn á. Ngay trung tâm thì khu của bên kia là... À, Hoàng Trọng hả? Ừ, cái khu chỉ trên Hoàng Trọng thôi, thì biển. Ngay sát biển phải không? Ừ, ngay sát biển thôi. Cô là căn hộ gì bên đó? Thì chắc cô muốn gì này, cô muốn là mười thanh. Nhưng mà cô của cô đó cũng ở bên shop thì cũng như một cái căn hộ ở Sông Đà. Dạ. Đó thì cũng đi ra băng qua đường là tới biển. Dạ dạ. Đó băng qua đường là tới biển. Ở đây này cô về với ai nữa không, hay một mình? Cô bây giờ cũng một mình hết rồi á. Dạ đó hả. Ừ. Bây giờ về nó khỏe. Bây giờ là ở mình chứ dở với ai giờ. Không thì vậy cũng phải kiếm một người bạn hữu nghị rồi chứ. Thì bạn nam bạn nữ gì cũng được, không ý con là phải có người để hữu hỷ chứ, cho nó đỡ buồn chứ, trò chuyện rồi này kia cho đỡ buồn được không? Nghĩa là kiếm một người á, khó kiếm lắm, bây giờ có dễ kiếm lắm không? Dễ hả cô? Con thấy đẹp sang mà trẻ nữa mà nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Vậy em quên cô rồi, cô có ghé đây con nhớ à, con nhớ ghé đây nhưng mà lần đó không có gì được. Dạ hết lên rồi. Dạ dạ đó thì cũng đợt trước là cô ở Nguyễn Trãi đúng không? Đợt trước cô về đợt trước cô về là cô ở Nguyễn Trãi đúng không? Cô ở Nguyễn Trãi lần này á, cô con em họ cô mới nhớ thương nhà cô cũng hay em thích không nó ở hơi sai lầm. Nó cũng được, nói chung ở trong đó mình di chuyển nó hơi xa chút thôi nhưng mà nó khỏe. Nó khỏe lắm. Dạ, dạ. Ví dụ cho cô ở với mình. Dạ, dạ, dạ. Hướng bận gì hết nhưng mà có cái thằng xung quanh mình hết quen. Dạ. Đó. Cái cô đó nha, cô đi ngược ra, cô hỏi người ta đi ra khu Bình Phú á. Trong cái khu Bình Phú nhiều loại ngon lắm. Khu đi ngược ra thì nó có ăn nhiều đâu. Buổi sáng thì cô cũng đi ăn chay chứ. À vậy hả? À, sáng cô cũng ăn chay hả? Dạ. Cô có con em họ nó ở bên C1 là của C3. Dạ, dạ đó. Anh nói là anh nói cho cô để chở cô đi ăn
nhưng mà thật sự là từ cái mặt trăng hay từ cái chỗ cái đó cứ đi thẳng ra là nó có cái chợ nhỏ rồi nó bán đầy những đồ ấy, đầy cái cây khác nhưng không phải lo gì hết. Mua về rồi chế biến thôi, không có làm nữa, không làm luôn. Thôi tụi này cho nghỉ nghỉ không đi chơi xong đi không, tối có đi xuống hội quán không, có đi ngang đó ngang xuống đi có xe si luôn đó. Xuống đó thì ngồi chơi rồi khi nào cô muốn về thì muốn xe cô về, cô về trước tại con ở đó đúng trễ con mới về. Mười giờ tối nay tối thứ ba dạ đúng rồi tối thứ ba dạ tối thứ ba thì sẽ trễ chơi chắc cũng cỡ 10 giờ hơn. Có hát không, xuống hát không? Không, không phải được biết hát đâu, không có biết hát bây giờ hết trơn á. Vậy đó ha. Chứ con tưởng là thích hát thì xuống nói rồi hát vô luôn. Tại vì con đứng đây xuống dọc tràn nghỉ. Dạ. Dọc tràn rồi con cũng muốn còn ăn mấy cái đồ á. Dạ. Con định con đấm phục gửi em tàu rồi em đó. Dạ, dạ. Đó. Ý là muốn gặp em Trang để mua đồ phải không? Rồi. Thì cũng được, còn nếu mà không xuống thì gọi cho Trang. Thì còn nữa không? Dạ. Dạ thứ năm nha. Em có đi luôn. Có, thứ năm là có xuống. Em cũng xuống rồi hả? Dạ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy là con xuống hội quán á. Thế chả? Chứ còn ta á, con biết là con nghe cái câu như thế nào. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Ờ. Hát cho nó vui chứ. Thì nghe thì cũng sao ấy. Dạ. Nhưng mà không biết hát. Nghe thì tao không biết hát hả? Không biết hát. Dạ. Có giờ đâu mà nghe, có cái giờ đâu mà mình ở bên đó. Bây giờ nghỉ ra thì mới thông thả thôi. Dạ. Đó, cái ngày xưa đi đầy chết luôn, cái kia ở đó không biết mặt trời là gì hết trơn, cái gì nữa nè. Dạ. Bây giờ con cô rồi sao? Con cô thì ở đâu, mấy anh chị ở đâu? Chị một con tự pháp tự tìm được hơn, nên đúng là chị biết cái gì vậy. Dạ. Để nó coi như là, để nó ở bên đó trời mới nó về đến chơi chơi thôi. Mà cô về một mình thì các chị cũng cho luôn. Không có gì mà sợ. Cứ sợ ai bây giờ nữa. Vậy đó hả? Thì cô đã đi đâu? Đi một mình không à? Hồi giờ đi một mình không đó. Đi nghe không à? Dạ. Ông chồng cô hồi cũng còn sống, ông cũng đi làm một mình. Ông cũng đi làm một quốc không à? Dạ. Cô cũng đi, bạn cô xưa đi mà nó muốn đi là cũng quen rồi. Dạ. Bởi vì anh cũng nói, sao chúng ta đi được hay quá là tiếp tục. Cái trường hợp mình phải đi là cũng đi thôi, chứ đâu bây giờ làm sao giờ. Mình cũng muốn đi hai mình chứ bộ không muốn đi hai mình. Bởi vì con nói chứ muốn đi du lịch tới đâu á cũng khó á, tại vì mình là chả mắc hết luôn. Dạ. Khi ra một mình chả đi cái phòng một mình thay vì những người kia đó thì mình còn đỡ hơn. Dạ. Đó. Thành ra đó, cô nói thôi, mấy người bạn cô nói chọc nó, đi đâu mình cũng phải kén rồi mình mới đi chứ bộ. Đi về đúng người mình khó lắm chứ dễ đâu. Dạ. Nhưng mà cái chuyện như sao nếu mà mình ấy thì là mình cũng không kiếm được. Dạ. Là tại vì nếu mà mình là nếu mà nó tổ chức sẵn là mình phải đi thôi. Thì đi là người ta ghép mình ở trong nhà không ở như vậy đâu. Tại đi biết trước cái người đó ra sao. À vậy. Cũng giống như là cô Di ở đây xong rồi chúng tôi đi về Brazil. Brazil. Không, đi tour à? Đi tour thì ở Việt Nam mình nhiều tour nè. Nhưng mà cô đi tour thì cô có
với ai mà chung còn chơi vậy đó là chia chứ còn khó lắm con, tự nhiên mình lại đánh ra cái nghĩa còn là ghép ở trong một cái bà tạo quắc luôn là không biết sao luôn hả? Cái chung nào? Dạ. Không, 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 không
đẹp lắm, chắc lắm. Mà thật sự là ok, nhìn cũng đẹp chứ không phải là ví dụ như mà nhiễm tetraxilin hoặc là bị lo hay là gì đó là con khuyên rồi, con khuyên làm rồi. Còn cái nào con nói là ok, không làm thôi được ra. Nhưng mà tẩy trắng thì cô thích cái răng này nó tốt hơn không? Tẩy trắng thì thật ra nếu như mà tẩy trắng thì nó sẽ 1 chiếc 1 10 thôi chứ nó cũng mờ hơn được đó. Nó sẽ trắng hơn, ví dụ răng cô tẩy xong nó sẽ lên được khoảng 2 tông. Nhưng mà cô sẽ phải ăn uống giữ gìn. Ví dụ như mấy cái món ăn có màu cà ri rồi này kia, hoặc là ăn mấy cái món mà nước tương sốt rồi này kia nó có màu đó thì nó sẽ dính lại vô bọt răng. Thành ra là ví dụ như mình thích tẩy thì mình phải vệ sinh thiệt là kỹ, rồi cứ ăn xong là phải đánh răng, ăn xong phải đánh răng. Rồi cái lúc mà đã tẩy như vậy rồi đó, là cô quen cái màu răng nó đang trắng vậy rồi thì năm nào cô cũng phải tẩy hết á. Mà mỗi lần tẩy vậy nó sẽ hơi buốt nha. Thì cô có tẩy buốt, nó sẽ buốt. Thành ra là thôi, nếu như mà con thấy ổn rồi thôi, vệ sinh răng thôi, vệ sinh răng bóng răng thôi nha. Xe hả? Dạ, cô về đâu? Ra đây có bốc trăm gì về bên Hiên Lam không? Chưa, bây giờ là đi về Giảm Đông. Đi về Giảm Đông hả? Cái cuộc phục vụ khi mà chưa đặt xe. Dạ, Giảm Đông đúng không? xe bốn chỗ không chỗ cứ đi xe kim sợ mấy cái địa chỉ máy ấm ở ngoài Nha Trang đó, cái bậc ở Nha Trang,
gần có khi giờ đầy đủ hơn. Dạ, dạ, dạ. Để con kết nối cho ngoài đó xong cô cứ đi ngoài đó nha. Ok. Dạ, dạ con. Cảm ơn cô. Dạ. Nghe là các cô các chú mà răng mà đẹp á là mình không có cần đi làm bản xứ nha. Khi mà con đã khuyên là không cần làm á là mình đừng có làm. Không, tại có những em mà còn trẻ trẻ mà đến 2-3 lần xong con cứ khuyên không làm á, mấy em cũng đi về là em đi chỗ khác. Không biết mấy cái thôi, không biết xuống là ngồi nữa cái đẹp rồi mà. Xếp thật khuôn mặt thấy nhờ cô. À, thì ra là nãy giờ quan sát được khuôn mặt phải không? Của cô cãi cái hết của cô thì dễ áp sát được của cô. Rồi em chị nãy giờ chị làm cái áp sát thật cái gì đi rồi sát thật khuôn mặt á cô dùng cái gì sao đó cô không có hiểu cái từ dạ. Đúng không dạ. Dạ. Tại vì đó nói tiếng Việt thì cũng như tiếng của mình chứ không phải không, nhưng mà không có hiểu được mấy cái từ mà chính xác cái gì. Cô đợi xíu nha, xe đang tới. Để con kêu cô bác sĩ. Bao nhiêu vậy tư của cô là 41 ngàn. Cô là ở bên Pháp là bao nhiêu năm rồi cô? Đi từ năm 80 tới giờ hả? 40 mấy gần 50 năm. Ồ. 40 năm rồi. Dạ. Trời ơi, cô già rồi chứ cái gì cô trẻ sao? Không, trẻ mà. Còn tươi trẻ thì vui theo đâu. Không có nhìn tưởng năm mấy đâu mà. Không, thôi thì xạo đi. Tưởng bớt xạo đi hả, bớt xạo đi hả. Nói không tưởng năm mấy hả, năm mấy 60 thôi. Dạ. Nhìn biết, sao động biết được. Ừ. Không biết cái tưởng thôi được. Cái tưởng là sao cũng thấy. Không, nhưng mà nhìn cô sang lắm. Rất là sang, rất là đẹp, không nói thiệt. Rất sang, rất đẹp. Thôi giờ cứ thoải mái đi chơi rồi nha. Thì bây giờ làm cái gì? Ôi, cuộc đời mình bây giờ đến cái giai đoạn tận hưởng. Đúng không cô? Nhưng mà cô có cái này, cô nói cái này rồi. Cô nói cái này, cô nói cái này. Vậy hả cô? Nghèo bạc luôn. Nó nghèo biết trời luôn. Dạ. Dạ. Thế bây giờ mình có cơm ngày hai buổi để cuộc sống bình an, là thích đi đâu đi đó được là quá hạnh phúc rồi. Dạ. Nơi có khi một mình thôi mà chắc có lựa chọn gì đâu. Dạ. Bây giờ nhận cơm ngày hai buổi. Còn có nhà thì có lúc ở nhà mình không biết là mình xin đi đâu. Thấy người ta có đôi có cặp mình lại thế thiếu hả? Đừng có cuối cần một cái người bạn để tâm sự. Dạ, trò chuyện mỗi ngày. Thôi chứ cũng chia sẻ cái ốm đau gì mà. Dạ. Chứ con cháu cũng đâu có ở cái bên suốt được. Không, không có gì đâu. Dạ. Thì giờ có ai người ta có người ta hai cái doanh nghiệp khác nhau. Dạ. Hai cái môi trường khác nhau, rất là thực tế. Mình đây thì một cửa, cái đó khách hàng có thì nhà đó ở được cái mình. Dạ, đúng không? Bây giờ có ai mà người ta thích thích mà người ta nói chuyện mà thấy hợp thì ừ luôn đi, người tàu đi. Không có gỡ. Sao vậy? Dạ. Không có tiền nhắn, không có gỡ. Ai tìm tử này về định lo cho mình. Mình về mình nuôi ta nữa. Xe tới á con. Xe tới. Bây giờ mình về mình nuôi ta, thằng ta nuôi mình luôn. Nuôi qua nuôi lại. Bye bye con. Dạ nha. Dạ, bye bye con. Dạ. Một vị khách mà đã từ chối làm răng cho từ năm trước cả nhà. Cô là cũng coi kênh sư phụ, coi kênh Dung Văn Dung Vẽ rồi cô về. Rồi năm trước thì cô đến để làm răng sứ và Dung đã không làm. Thì năm nay cô quay lại để cô chăm da, cô phun cái mày cũng như là cô lấy bộ mỹ phẩm. Và năm
trước á, thì do chưa có mỹ phẩm, rồi năm nay á, thì là do cô xem nhiều clip mà nói đến mỹ phẩm rồi nhiều người khen tốt quá, thành ra là cô đến cô lấy mỹ phẩm cả nhà. Thôi bây giờ răng ai mà đang đẹp á, thì không cần thiết phải làm răng sứ đâu, trừ khi nào mà răng mình có bị nhiễm flo, nhiễm tetraxilin gì đó thì là mình mới cần làm răng sứ nha cả nhà. Thôi cảm ơn cả nhà. Nếu như mà mình muốn đặt lịch để làm răng, mình muốn đặt lịch để làm da hoặc là mỹ phẩm gì đó thì cứ gọi số điện thoại trên màn hình giúp Dung nha. Dung xin phép kết clip ạ. Dạ. Nhà khoa Anna thì có trụ sở tại số 28, số 30, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Các anh chị đến thăm khám tại nhà khoa Anna thì sẽ trải qua những cái quy trình như sau. Thứ nhất đó chính là làm hồ sơ thăm khám, sau đó là chụp phim CT toàn hàm. Hiện nay khi cấy ghép implant tại nhà khoa Anna thì sẽ có trực tiếp tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn sẽ trực tiếp cấy ghép. Tận tâm hết sức, làm giống như làm vỗ về mình hết sức vậy đó, không có sự an tâm. Hiện tại thì Long rất là hài lòng với cái bộ răng của Long. Im nè, không có đau nè. Cho nên bây giờ Long mà không có đẹp mà cứ nói nè, nằm xuống mà để cho bác sĩ chăm sóc răng á thì Long không còn sợ nữa. Đến với nhà khoa Anna quý vị nha, quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, thật tự tin và thật xinh đẹp. Bây giờ nó rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa. Cái công nghệ hiện đại đó, vô rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao hết. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna nha khoa để làm cho mình có một bộ hàm răng trắng sáng đẹp, không tốn thời gian và không đau nha các bạn. Giống thiệt chứ chị? Trời ơi, người ta làm phải để xứ thiệt không ai biết chứ. Hồi xưa với ba mẹ với ông bà mình ít có cái quan niệm mà đi khám để mình phòng ngừa trước. Dạ yeah, dạ. Yeah. Chỉ khi nào mà cảm thấy bệnh á, bệnh mà đau mà chịu hết nổi mắt đi khám rồi chữa. Tôi vừa thấy sao ông bà cô chú anh chị mình ở nước ngoài Việt kiều á là về đây làm răng nè, làm thẩm mỹ nhiều lắm, nhiều bà cô chú anh chị hỏi lắm. Nói chung cũng phải đi khám để có bệnh răng được điều trị. Thay mặt cho nha khoa Anna, Dung gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn bộ khách hàng, bởi vì giữa hàng ngàn nha khoa mà bạn đã quyết định lựa chọn nha khoa Anna.